Xin chào cả nhà nha. Hôm nay Nét Quê sẽ mời cả nhà tìm hiểu một nghề trên sông nước miền Tây nữa. Nghề này được gọi là nghề đóng đáy. Mà người dân đây thì gọi cái đáy này gọi là cái chàng hãng. Ừ, rồi mà con này con gì ta? Gẹm. Gẹm hay gạm? Gẹm. 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 Con gẹm. Nhiều người nó con gẹm chứ, con gẹm. Gẹm mới đúng. Nhiều người nó kêu con ghệ nữa là con này. Con gì cũng được. Vậy chứ hồi đó người ta bỏ không bây giờ ký nên 50 ngàn dạ. Ở đây nè. Không con ngẹn ngon lắm Tư. Con ngẹn ngon lắm nè. Gạch mà. Ờ gạch mà nó mềm á. Dù mình đứng là thoải mái nó gì đó. Mình thấy được là cái đáy này là nó có diện tích là chiều ngang khoảng chừng là hơn 10 mét thôi chú Tư. 11 mét đó anh Đa, bên ngang. Bên ngang 10 mét. Dạ. Ồ, tép 4 rồi đó. Tép 4 rồi đó. Tép 4, tép. Thấy có hai cái đèn không? Hai cái đèn cho kia anh đã chạy, anh thấy là chắc ra. Dạ. Yeah. Còn cái chiều dài thì khoảng chừng bao nhiêu mét chú Tư? Chiều dài khoảng 2 mấy mét. Dạ, yeah. Gúc như đó. Tới cái cây đá cầm đó. Dạ. Ở dưới là cái đuôi đáy mình ha. Cái đuôi đáy. Qua cái đi. Giới thiệu cả nhà đây là chú Đen. Chú Đen là chủ của cái đáy này. Rồi đúng rồi. Đi tới lưu vậy đó. Đi qua. Mở. Mình làm nghề này được bao lâu rồi chú Đen? Lâu lắm rồi, trời ơi. Dạ. Cả chục năm không lên á. Mình ở đây gọi cái này là cái chàng hãng phải không? Ờ đúng rồi. Dạ. Cái đáy nhiều người nói cái đáy cũng được đó. Cái đáy chàng hãng cũng nói không à. Dạ, cái đáy cũng được mà cái chàng hãng cũng đúng không? Ờ đúng rồi. Mình gọi cái này là cái lỗ tai. Hai bên là có hai cái lỗ tai, bên đây một cái rồi bên kia một cái. Cơm chạy nhiều cái nó dồn ngược lại là nó chạy ra cái hôm này, ra lỗ tai. Nhưng ra cái này mình bắt đủ hướng chẳng hết ta? Chứ nó không nó vô được ra không được, biển này nó có cái lưỡi gà. Đã ha. Thường thì ngày nào trong tháng là chạy nhiều nhất chú Đen? Thì gầm nó chỉ gầm 18 tháng nào cũng vậy. Dạ. Tháng 8 kìa, tháng 8 là tháng sân sổ á. Dạ. Dữ trời lắm. Theo chú Đen nói thì con nước gầm thì khoảng 17-18 rồi. Gầm tới 17-18 là chạy nhiều nhất. Rồi nếu những cái tháng trong năm là tháng 8 là chạy nhiều nhất. Dạ đã hả? Rồi, tôm bún tạp tạp ha. Tao kìa. Trời luôn. Để cho bạn nó kéo cái đi. Kéo bây giờ anh nhảy vô rồi. Đi. Dạ, những cái phía trước là của mình hay là của ai chú Đen? Những cái phía trước kìa. Cái phía trước của ông anh. Dạ, chú Đen được mấy cái? 3 cái. Dạ. Đặt cái màu vậy đó, chắc chiều tối kia đặt thì sát dở. Vậy là chiều mình thả xuống cái là sáng mình dở, mình đón con nước buổi tối. Đúng rồi. Chèo lên là phơi khô luôn đó, phơi tới chiều xuống đục bữa nay thứ hai lắm rồi, có cái dính bữa nay dính nhiều. Còn ở phía trước là hướng đi ra đâu vậy chú Đen? Ra Khánh Hội. Biển Khánh Hội hả? Biển Khánh Hội. Dạ, cửa biển Khánh Hội. Mình đặt ở đây là mình đón cá từ cửa biển Khánh Hội đi vô đây nè. Biển Khánh Hội đi vô. Tôm cũng có mà cá cũng có ha. Học hỏi gì chú ha, tính về làm cái. Tính về làm cái. Mình làm cái anh bắt cái gì. Ở chảy nước chảy dữ không? Chảy à? Chảy mạnh hơn này. Trời ơi chảy gạch gáp cho cái. Tầm khoảng gáp lóng nha, tầm khoảng 4,5 triệu á. Dạ. Một cái đáy là gáp khoảng 4,5 triệu hả chú đây? Ờ đúng rồi. Cũng rẻ ha. Vô nước đi phải điểm đủ giống. Ừ. Trời ơi, nói chịu khó chừng 10 ngày à, là đủ rồi. 10 ngày là có 4 triệu ha. Ờ, thì tính ngày bổ đồng một cái cho chạy đặt, yếu không biết đặt luôn cho 300 ngàn đó. Chục ngày không phải luôn 3 triệu không? Dạ. Ở đây thầy mấy năm mới thư được. Ừ. Thầy nước này nó khác, mà biết này thầy nói chung. Vậy là ngoài nghề này chú Đen còn làm nghề gì nữa không? Đủ, làm hồ rồi đi, rồi làm vuông, rồi lúc mai mướn gì làm mấy à. Dạ. Ủa bây you
công đoạn này gọi là mình treo hai cái lỗ tai lên, với lại mình treo cái lưới lên dùng cán lại lần kia. Wow, rộng hết sức hả chú Hai? Mình dở vậy là thường buổi sáng mình dở chứ buổi trưa dở không được ha chú Đen. Buổi trưa dở được nhưng mà sợ cá nó chết ha. Thường cái này nhiều ha, cái đẳng nhiều anh Đen. Tép cũng có kìa chú Hai. Chú quả. Tôm càng xanh. Dạ. Chú cái chuồng đó. Rồi. Gịch vô sát sát coi cho anh đã mắt. Trời ơi, ngọng ô. Hết biết rồi. Làm mẹ chừng hai cái này. Rồi tôm kìa. Tôm sú, tôm càng. Tôm càng. Cái gì mày đặt cái ngục cho tao nghỉ Hoàng ơi. Tao làm cái này ạ. Mình đang đi rơi vào cái thời điểm là 17 âm lịch nè, cho nên là cá tôm chạy nhiều. Dạ. Cái này là ta kiếm được gặp à. Dạ. Cái này là ăn con nước cái sổ vài bữa chứ gì hả anh Tư? Phải không á? Mình con nước nó cũng có nữa. Dạ. Có thì ít từ cái này thôi chứ nó có. Mình nó ít thì chứ thấy dở lên cũng thấy nhiều. Thấy cũng yeah. Thấy ít lửa, ít theo con nước thôi. Từ đây ra cửa biển Khánh Hội xa không chú Tư? Khoảng 10 mấy cây, 15, yeah. 17 cây. Chú có ra đó bao giờ chưa? Có, cũng xứ này cũng đi thường. Dạ. Yeah. Đi tới lui ra ngoài. Mình ra biển mình đóng này được không anh Tư? Không, nước nó chảy, nước nó chảy. Nước. Cửa ngục, đúng rồi, biển có cửa ngục. Vậy là một buổi sáng mình dỡ một cái đá như vậy tầm khoảng chừng là hơn 20 phút quá. Không biết. Cũng ít, bác bà thấy này cũng ít gác nè. Đầu tôm con vành kia kìa. Cái dồn hết biết rồi. Này. Này nhiều không hở biết gì không bà? Này vô à. Nhiều tép, nhiều tép, tép nhiều. Tép cá thì cũng có chứ bữa không có cá gì. Ừ. Sao chú Đen không làm xong cái chú Đen bỏ xuống luôn cái sáng mai mình thăm mà để tới chiều. Gác chịu nổi. Máy chạy gác chịu nổi. Dễ nổi, chịu không nổi đâu. Ngày gác chứ nó. Chiếc xuồng đằng kia là mẹ của chú Đen. Bác đang thực hiện công đoạn là mình cũng đang kéo cái đuôi đáy lên. Lựa gác rồi ra. Dạ. Không có cua biển hết ta? Có chứ. Thơm nắp rồi. Cái này chắc tới mấy con nước mà nước chảy nhiều chắc gác dữ lắm ha anh đây. Đúng rồi. Mà gác mình hạ viên. Mình hạ xuống à? Dạ. Mình hạ xuống để cho nó vô nó qua gác. Hạ viền cho gác nó trôi trên mặt nước luôn hả? Mặt nước luôn à? Dạ. Hôm qua là chú Đen dở có lý hơn không? Cũng bữa nay nhiều hôm qua. Dạ.
Chờ đợi cái vũ này riêng đi, nó mau. Đi nó làm cái đẳng dữ rồi. Siêu sảy hả? Con đen đen là con gì? Nhìn giống một cô bể cua đồng mình hả? Con ghẻ. Đó là chú hai bắt con đen đen lên. Đẹp. Con ghẻ. Đẹp thế à? Đó con đen đen bự đang bò đó. Mày hả? Ừ. Nhìn giống cua đồng không? Ừ. Ghẻ. Kêu bằng con gì? Ghẻ. Ghẻ hả? Ừ, con này... phải. Ghẻ. Con này con gì chú đen? Màu. Tôi cũng ghẻ mà đó. Con ghẻ, con ghẻ mà con ghẻ đó. Con ghẻ cá, con ghẻ cá nha. Con này. Con ghẻ đó, con ghẻ. Con ghẻ, con ghẻ. Con ghẻ là kêu con ghẻ bông. Con ghẻ là ghẻ bông mình nữa, biểu con ghẻ bông. Ồ, cái hàm quá ha. Tôm sú nhiều ha. Ừ. Tôm sú còn bành bành không vậy? Bành bành không. Tôi ngồi đánh về chống một dân mai á. Đó, biết. Về sư về bỏ cái giấm vô rồi. Có cái chốt rồi nè. Đủ nội cũng vô liễm hết trơn luôn. Cái lỗ tai thôi tôi nhậu khỏe à. Hai cái lỗ tai nhậu ha. Hai cái lỗ tai hả? Đó gì gì. Vậy là mình vừa kết thúc hai cái lỗ tai này là coi như là mình đổ xong một cái đáy nha cả nhà. Bây giờ mình sẽ tiếp tục mình di chuyển qua cái đáy thứ hai. Cái đáy thứ hai thì mình của mình nằm bên kia. Ủa mình chưa có kéo chân kia mà bác phải vậy gỡ dội lên không ba? Không, nó dở nó nằm trong đó. Chứ nó không có ra ngoài được ha. Nếu mà mấy con cá nó khôn nó sẽ bườn lên mặt nước nó bơi ra ngoài được. Nó có lưỡi gà, hiểu chưa? À. Lưỡi gà tới lưỡi gà thì nó sụn nó rồi nó không có lên được, nó không có ra ngoài được. Nó dòng dòng nó gặp lưới cái nó chạy kìa. Cái lưỡi gà là cái viền phía trong cái tấm lưới đó hả? Dạ con thấy rồi. Dù như cá mà nó muốn thoát ra ngoài nó sẽ bị dính lại cái lưỡi gà. Dạ nó không đi ra ngoài được. Gà nó thì dính cái lưỡi vịt với hai lỗ tai nè. Hết biết rồi. Quá chừng. Bây giờ nãy chú đen nói là cái đáy trên này trúng hơn cái dưới. Tại chỗ này là nước chảy xiết nè. Thì chú đen nói thì cái đáy này thì hồi xưa những cái người lớn tuổi họ làm rồi mình mới làm theo. Còn hai cái lỗ tai thì mình chỉ mới chế gần đây thôi chứ lúc trước thì không có. Cho vũ dễ dễ vũ. Mình kéo vô. Cái đâu ra được vô mắc kẹt lại đây đâu ra. Đó tôi nói cái đó là cái đó đó. Chút vũ nó nhầm. Đó đâu có lên được đâu, đi đường nào mà nó dội ra được. Nó sụp lui rồi lên thì nó dính xuống đó. Cái cây hai bên này để mình chỉ cho cái gì dưới nó cát xuống. Nhìn gì cát, phải có con dây rút nữa cũng sát nữa luôn. Con dây đó mình rút nó sát cái đó. Rút cho nó đè xuống đá. Có khi nào đổ cái đuôi xong quên đổ hai lỗ tai không?
rửa tay thì tôi gỗ. Dịp đưa, đưa cái gỗ em đó. Cua nó nằm đây thì ở đây chứ đâu mà đi đâu mà xa chứ gì đâu. Không đi tới đi lui. Mình đổ trước hộ còn khổ lại chứ đâu, đơn giản thôi. Dũng anh mạnh cho con ghẹm nó văng ra. Chú Đen con thấy là chú đi trên bè không, chú không sợ té xuống hả chú Đen? Trời ơi quen rồi mà xuống nước bằng tay mà. Chứ vỗ lại mà đi trên bè là cả một vấn đề hả chú hả? Khó đi lắm. Hết sức ha. Ừ. Cái xô cao và mà nhảy ra luôn đó. Nó rung rồi. Rồi hết nó nhảy nó bị rung rồi. Đấy. Cái con tôm bự đó nó mạnh. Con cua nó nằm dưới. Cua nằm ghê. Dạ. Đúng nào nằm cua. Làm quen rồi không? Cái này thì mình không có phân tới cái đuôi đáy, mình sẽ lấy gỗ mình xúc luôn. Cho nó cái sạch. Tôm tép đây cũng nhiều ha. Ồ, nhiều quá. Ồ, con tôm nó bự rồi. Cá chốt. Lấy gỗ kìa. Đi đường đi cái xe đi. Con cảm ơn bác nhiều nha. Thôi lên hết rồi, không hết rồi. Đúng rồi. Đổ vô xô bự rồi lấy cái đầu đậy lại. Nó nhảy cũng cái hay cái nó hết nhảy à. Ô nửa thùng luôn. Nó nhảy cái hay cái nó mệt chứ tiền. Mệt, yếu à. Yeah. Nó quá trời. Ừ. Mà con tôm sú là nó nhảy ghê thiệt ha. Nhảy, văng văng gẹm. Gẹm nó gạt không gẹm cái. Bơi gạt, bơi ngang. Mềm đó, giờ ăn me ha. Dạ. Ngon hơn cua à. Ngon hơn, mềm. Là mình ăn mình không có bỏ gì trơn luôn đó. Rồi, vậy là kết thúc một buổi sáng dở đáy của chú Đen. Ok. Bây giờ mình sẽ đi vô nhà rồi mình phân loại cá ra. Sao không? Cái bãi đằng kia là cái bãi đốt rác của chú Đen. Những cái rác mà dưới sông thì chú sẽ để trên xuồng, xong mình đem lại đó mình đốt. Ở đây hả? Để nghe rồi đó. Nghe muốn ấy chạy muốn xuồng nè. Cái muốn xuồng à, muốn xuồng sập đó. Lấy đồ gắt. Kiếm hai nơi có đồ lửa chứ. Có. Này để mấy chú cháu con lựa phụ bác nha. Ê, bé, con cá. Túm lên, túm lên. Mà bé mà nó chạy chú hai ơi. Ơ, kẹp à. Chạy bé mà cho nó chạy uống hả? Dạ.
Cô này cứng. Cứng mà không phải nhỏ. Kẹp không, kẹp không? Dạ không. Mày lấy mấy cái gì là cứng ghẻ. Đây luôn thùng càng xanh mình nè. Mấy cái tôm này tôm bự này nè. Cho con mượn cái máng đó đi bác. Con xúc con cua các anh. Coi mấy cái đây, mấy con này để đâu nè. Đây tâm số rồi. À, để vô thằng bự này cho nó đã. Này chắc cỡ hơn 10 kg thôi chú hai. Ừ. Kìa có con cua kìa bụng. Gấp nó ra luôn. Con cua bỏ cái thùng này phải chứ. Con cua hả? Biết con bỏ con ghẻ bên đây nè. Bỏ ghẻ gì. Đây đây con cua bắt. Bây giờ bỏ ghẻ qua bãi đi. Đồ đến sơ sơ nãy giờ là 4 cua rồi nha. Ồ, cua yếm vuông không à? Dạ, yếm vuông không là không ngon hay sao? Yếm vuông là cua thịt ngon á. Yếm vuông là ngon dữ luôn á. Con lựa tên phải không? Dạ, xin xuống con dục ở đây cho các bạn. Mấy chép này con dục trong. Mấy chép dục dưới thùng này. Mình phải dùng cái đồ gấp để mình lựa nè. Không thôi là mình dễ bị đâm vô tay. Ở đây thì mình thấy cá nâu cũng đâm được nè. Tôm tích thì nó bún cũng chảy máu á. Tôm tích nó bún đau lắm. Tôm tích để. Cái loại tôm tích ở đây thì nó không bự hết bộ. Nó chỉ vừa vừa vậy thôi. Dạ, tôm tích này là tôm tích đá. Ừ. Nó có mấy con này là nó cũng bự rồi. Ừ, đó bự là bự rồi ha. Dạ. Cá chốt luôn. Dạ. Con tép này gọi là tép bạc đất. Dạ. Yeah. Phải không? Dạ. Yeah. Phải không chú hai? Ừ. Tép này ngọt lắm nè. Ừ. Có cái chốt này kìa. Tép nó mịn ngon á. Cá bóng nè. Bóng. Cái bóng này bóng gì? Bóng đen á. Bóng đen. Ố dừa. Dừa. Dừa bự dưới ta. Ừ. Có con bự hơn á. Dạ. Yeah. Này còn ít thôi. Cái này tiền trên nó có con tượng mà không phải con tượng. Đấy nè anh ơi. Nè nè. Có đây nè chú Tư ơi. Mấy con này dễ. Vậy là thường ngày bà bác là lựa tầm bao nhiêu phút mới xong? Có khi vừa có nửa tiếng. Dạ. Thì bác nói nè, bác nói là ăn câu đi lựa càng lâu thì càng trúng. Biết sao bữa gì bữa khác mà không biết sao nói cá tôm rồi nó khổ lắm. Dạ, có bữa thì dính nhát, có bữa thì cho cũng như trong vuông mà nó chan vậy đó. Mà nếu mà lựa tôm chậm mới im phải không? Ừ, nước chân chậm ngon. Càng chậm càng tốt. Càng chậm càng tốt. Càng nhiều. Còn nhiều quá, nửa cái hành có ôm vô. Lựa mà chưa chan xong rồi thấy không có rồi đó. Thấy tiêu rồi. Mình gấp mấy con này. Còn tới sổ là ban đêm đâu ngủ được đâu. Dạ sổ là sao bác? Chừng 15 20 phút không dỗ rồi một cái là không giúp luôn anh à. Vậy là dở tới 28 nha. Vậy là tới sổ là chỉ dở cái đuôi không à. Cái đuôi không à. Cái đầu sáng mình cái kéo lỗ tay mình đặt mình cầm lại nữa nghe chứ không phải mình dở luôn nghe tới sổ. Mình đặt ngày đặt đêm luôn. Đặt ngày đêm luôn. Có nghĩa là ban đêm là mình 15 20 phút là mình đổ một lần. Rồi đúng rồi, đổ là chỉ giúp luôn á. Sổ á. Sổ nó nhỏ nhỏ quá. Sổ là thường tháng 8 là mình sổ. Rửa nào giúp kìa. Tháng nào tháng 8. Đổ đổ rồi. Rửa đi thôi. Con tôm đó là chú hai, mấy ly chú hai? Chú hai. Quá cứ con tôm này. Cái này cá ghìa bữa hổm nãy nè chú Tân. Con cá ghìa hả? Cá ghìa. Nó cũng nó ná cái nâu mà nó đầm cũng nhức lắm anh. Đầm nhức cái đầu. Đầm nhức lắm. Vậy là tới sổ là bà bác là phải thức nguyên đêm luôn hả? Trời ơi, con ngủ được đâu. Dạ. Yeah.
mà có mấy bữa ha, mới vỗ hoài được mình không đỡ. Vậy vậy chứ đi mấy triệu phải đứt chứ. Ừ. Cái thời điểm sổ đó là kéo dài tầm bao lâu hả bà? Có từng á. Dạ. Chị còn thấy bác ôm nhắc. Ngày đó có năm mấy thôi còn bà có. Dạ bác lo bác đếm tiền không ốm phải rồi. Ngày mấy mấy đi mấy triệu mấy triệu. Một ngày nó ngủ là một giấc nó không mất sức, mình nó thức rồi mất sức. Bởi vì dạ. Nó già có thiệt. Phải ngủ mới được. Cỡ nào ngủ mà hôm dạ, đó lại đi hai ba cơ sở rồi mình không ngủ được. Đi gì doanh nghiệp trắng mình không có làm mà đừng đi phụ con mà nó tự nghiệp. Dạ. Khỏi tập thể dục. Mấy bà nói nha, đi tập thể dục cho nó khỏi đi. Tôi có tập đâu. Đâu có thời gian nào tập. Tôi cái này tôi còn hút tập thể dục nữa rồi, không có tập. Dạ đúng rồi. Sáng là tôi kéo, tôi kia làm rác, làm gớm, tiếp nó ở. Kéo làm rác, làm gớm, gì lựa, rồi này bắt đếm tiền hả trời, không kéo ốm phải rồi trời ơi. Người bắt. Tiền. Lo cho con cháu uống sữa không con ơi. Con có riêng nhanh nè, ba đứa nè, lần này tôi cũng lo thuốc. Lo cháo nhiều đấy, ngay cái nồng như thiệt. Hồi cháo thường cháo gì lắm. Anh Hoàng lấy đũa gắp luôn hả? Gắp luôn à. Chứ đâu dám đụng vô mấy con. Chưa chín mà gắp hả? Gắp một lần đút vô miệng nha. Chưa chín nên lấy đũa gắp về quên đút vô miệng à. Mấy cái con ấy nó búng quá trời quá rồi. Con gì à? Con tâm thích. Nó cắn luôn trời. Ừ, nó làm cái chạch chạch chạch. Nó cắn luôn. Quay đầu ngược lên cắn nó xịt máu. Ừ. Thấy gồng gồng. Không ai biết bắt là lụm liền á. Mấy cái này hết rồi. Cái nóc. Cái nóc nè. Chọc nó sừng lên. Chọc nó sừng lên. Nó có hai cái kẹt cạn nữa nè. Dạ. Nó búng cái đuôi nó rồi nó kẹp nữa. Đau lắm. Nó làm phải cho đủ đô nó mới chịu, có đít có đầu. Đầu cũng chích máu rồi, đít chích máu rồi. Nó ăn no mà để nó mê dục con cá rồi chứ nó ăn vô mà cái gì lại vậy. Còn lát nữa mình lựa nha. Ai lựa cá là lấy cá, ai lựa tôm lấy tôm nha. Con lựa tôm chú rồi đó. Vậy cái này là mình đi cân cho lái hay là sao chú đây? Trước đây mà có người con lái lên nó cân. Dạ. Yeah. Không mà sắm đây nghe trời thấy tiện cái đó mình khỏi đi chợ búa cho mình ngon. Ở tới giờ cái là lái tới nhà mình cân luôn. Tới nhà luôn rồi, vậy tới nhà mình. Con gì cũng có chị. Cân chắc rẻ hơn mình bán. Đúng rồi, đúng rồi. Cân gọi như mình cân mình bán 80 mình cân coi nó nhiêu. Dạ. 70 thôi như đó. Dạ, mình phải chịu mình không có đi. Còn mình bán cái một mau lẻ. Mau lẻ khổ lắm con. Bác ở đây ở tại chỗ nhà tại nhà mình lấy tiền mình khỏi tốn tiền chợ. Ừ. Ở đây nó nghe rồi, cá mắm mình ăn thoải mái đó, không có ngày nào mà ở đây có. Muốn đổi món thì yeah. Đổi món mà mua gì khác thì mua thôi chứ mình đồ ăn là mình thoải mái. Cái gì cũng có. Mấy người cho bóng máy nè. Bữa bóng mình chảnh hả? Bóng mà bóng gì? Ừ. Đó hả? Con cá đục này mới ngon nè. Cá đục nó thích thiết hả? Ngon nhất đồng bới con vậy làm ăn ngon hết. Nấu nó không đậu gã đâu. Cái dạy dạy đó, chắc chắn vậy đó. Cá làm chả, anh Phương làm chả một cái nó dài còn hơn cá lát nữa. Vậy bữa đó không đâu có biết kêu tên cá gì đâu. Cá đục. Như mấy con phép này vậy ở đây rồi bán nhiêu ký quá. Nói chung nó cầm xô lô chưa, ngỡ lớn là nó cũng cầm cái một. Mà con bự quá, mình bỏ ra là 70 ngàn ký. Nói như mình không có lựa mấy con bự trả ra, rồi mấy con này là mình đem ra nè. Là mình bán như nó 70 đó. Cua này là mình bán được nhiêu ký ha chú đi? Ký khoảng 120. Dạ. Nó nhỏ rồi, gạch chứ. Chưa mà con. Chưa anh Phương, chưa ơi, mua chưa? Mua đi, có ai đây cực nhóc ở chân mà. Bác chị bắt đi. Cái phiên rồi chị lên mạng rồi chơi gì đó. Một trăm hai là tính ra quá rẻ ha. À. Hình như cua ngoài vựa mình giờ thời điểm này cũng khoảng 200 mấy ký cua thịt. Ờ đúng rồi. Dạ. Nói gì là con cứ ngắt cho 120 mấy. Này tới 4 cua lận. Cho cái cô đó đi bác.
Nãy giờ mình lựa thì khoảng chừng được hơn 3 kg tôm sú nha cả nhà. Tôm sú này đã thật ha. Tôm sú thì anh chú Đen cân bao nhiêu ký ha? Hả? Tôm sú mình cân nhiêu ký ha? Cái đó mày mình trăm mấy mẹ? Hàng 2 thì tới 200 á. 200 à. Hàng kia thì tới 100 mấy ạ? 168 à. Còn xếp bạch đất thì tôm thì khoảng chừng 70 ký. Chắc mày đi tìm một solo cho nó 70. Dạ. Mà ký chưa? Chưa. Rồi buông con đi. Hơn 3 ký rồi, 3 ký làm đây nè. 3 ký rưỡi luôn. 3 ký 6 luôn, mày gửi gì? Bỏ đó rồi, bỏ đó. Chụp cái đi con, không có đi. Không có đi, không có đi. Ê, thiếu rồi. Thiếu rồi, cái tay thiếu gì? Cục rồi. Chưa biết, chưa. Cục rồi, không có gì hơn mấy. Cục rồi đây. Nữa, không có được. Còn cua 4 con thì khoảng chừng được ký không ơi chú Đen? Không được đâu. Rồi, rồi cua này chắc có... Có 2 gram con gì? 2 gram. Có đâu có 5, có 5 con ký. Đụt chị. Bắt cọc phải không? Rồi, rồi, được rồi. Ê, tao bộ với mày bữa đó mày nói thiếu thì nghe mấy rồi. Cái này bữa đó thiếu thôi được con, con này. Vậy 3 ký cho bọc nó luôn đó hả? Ờ. Vậy sao? Vậy chứ mua con 3 ký, con 3 ký. Con 100 gram đó chứ. Vô có đầy dư 200 gram chưa? Ừ. Mấy người ta ở mấy rồi, mấy ngày cho. Đâu cắt cái nói ghế rồi. 3 ký mày nó không thiếu à, đứa ra vậy. Đó, 3 ký 2 luôn á. Thiếu tiền. Thiếu tiền có thiếu được nhiêu đi? 3 ký 2 đó nha. Rồi. 321 cái nhiêu trời dễ tính quá trời. Trời ơi, bà Vũ gác con nghiệp bà lắm chị, bà Vũ gác từ sáng giờ đó. Vũ gác sáng giờ đó. Giờ bà đếm vô có nhiều cái chưa sắm được chỉ vàng nữa. Từ sáng giờ có nhiêu đó. Ngoài tôm sú với tép bạc đất thì ngoài đây cũng còn được một mớ tép bạc đất nè. Rồi bên đây mình được mớ cá. Cá này gọi là cá hủng hỉnh, đủ loại cá hết. Bên đây cũng còn khoảng chừng 2 ký tép bạc đất ha bộ. Khoảng 2 ký. 2 ký à. Vậy là mình vừa quay xong một ngày làm việc của chú Đen bằng nghề đóng đáy. Bây giờ Né Quê cũng xin chào cả nhà nha. Hẹn gặp lại video kế tiếp. Rồi, chào cả nhà. Chào cả nhà.